những sự thật thú vị về mùi cô bé. Sự thật là cô bé của chúng ta có mùi, và mùi này giống như là mùi của âm đạo, không thơm cũng không thối. Tuy nhiên cô bé của một người sẽ có nhiều mùi khác nhau tùy theo di truyền, chế độ ăn uống, chu kỳ kinh nguyệt. Hãy cùng Nguyễn Thúy khám phá những cái điều thú vị về mùi của cô bé nhé. Mùi của cô bé có thể thay đổi trong cả tháng. Cô bé có tính axit tự nhiên khoảng 3.8 cho đến 4.5, giúp cân bằng vi sinh vật thường trú, đó chính là lợi khuẩn. Nhưng thỉnh thoảng mùi cô bé có thể chuyển thành những cái mùi có hương vị mạnh, giống như mùi của kim loại chẳng hạn. Thỉnh thoảng mùi của cô bé có thể có chút vị hơi mặn nếu như mà chủ nhân có chế độ ăn uống nhiều muối hơn so với bình thường. Một số loại thực phẩm có thể ảnh hưởng tới mùi của cô bé, chẳng hạn như là măng tây, cà ri, tỏi, mít, thức ăn có nhiều gia vị. Và đối với một số người thì cái mùi này thực sự là vô cùng khó chịu. Hút thuốc có thể ảnh hưởng tới mùi tự nhiên của cô bé nha, thậm chí có thể gây ra mùi vị chua. Tuy nhiên nếu như vùng kín của các bạn đột ngột có mùi tanh, hôi nồng kèm theo huyết trắng nhiều, đổi màu xanh, vàng, nâu, và đây chính là biểu hiện của nhiễm khuẩn vùng kín. Lúc này các bạn cần đi thăm khám bác sĩ ngay nhé. Vâng, nếu như mà các bạn thấy rằng cái video này hay thì hãy bấm theo dõi kênh của dược sĩ Nguyễn Thúy để nhận được những cái video sớm nhất từ tôi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn nhé.